Bình Thuận không phải quá nổi tiếng, nhưng nơi này ẩn chứa những bãi biển siêu đẹp mà nếu bỏ lỡ bạn sẽ tiếc lắm đó. Hãy cùng Trang lang thang ngắm biển xinh đẹp quyến rũ của vùng đất đầy nắng và gió Bình Thuận này nhé. Những bãi biển nhất định phải ghé khi đến Bình Thuận nha, Mũi Kê Gà. So với những địa điểm du lịch khác, Mũi Kê Gà vẫn còn khá là hoang sơ và có rất ít du khách tới lui. Mũi Kê Gà thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Nam, cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 km. Đến nơi này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn vuông, ngắn, dài phơi mình trên bãi biển, đang như bài binh bố trận vậy. Người dân ví ở đây là vườn đá, một số mỏm đá nhô ra biển, được tận dụng làm chỗ thả câu rất là lý tưởng. Ở Mũi Kê Gà, điểm tham quan nổi tiếng không thể bỏ qua là ngọn hải đăng Mũi Kê Gà cao vút, hiên ngang trước biển. Muốn ra hải đăng, người ta dùng thuyền thúng lắc ra và thông qua những người canh giữ đèn biển để lên tham quan. Bãi Rạn nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 15 km về phía đông bắc. Người dân nơi đây thường gọi là Rạn hoặc Bãi Rạn, được mệnh danh là bãi tắm biển đẹp nhất Phan Thiết, bao trùm dọc bờ biển. Bãi Rạn là rặng dừa đang nghiêng mình in bóng dưới nền cát vàng. Dừa ở đây nhiều đến nỗi khiến cho người có cảm giác như là chào xứ sở Nam Mỹ. Còn gì thích thú hơn khi tận hưởng cảm giác nằm yên trên chiếc ghế dài, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như lời hát tâm tình yêu nhau của đôi trai gái, lắng nghe hương vị của biển dưới bầu trời bao la và được bàn tay của tán lá dừa cào vút che chắn khỏi cái nắng của mặt trời. Các bạn có thể đi du lịch ở Bãi Rạn bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, do yếu tố khí hậu và môi trường, thông thường vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm, khu vực biển Bình Thuận hay có tảo nổi lên làm cho nước không được trong lắm. Nếu người cầu kỳ cho chuyến đi du lịch của mình, du khách nên tránh 2 tháng này khi muốn đến Bãi Rạn. Gành Son thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 80 km về phía bắc. Nơi đây có những ngọn đồi hay gành có màu đỏ, màu son rất đặc sắc. Không chỉ thế, hình dáng của những dãy hang núi cũng mang nhiều hình thù màu sắc khác lạ.